Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 359. Thời gian gần đây thì mình cũng khá là bận. Mình cũng thông báo cho các bạn trên page là có thể mình sẽ không ra được chuyện đều. Thì rất mong anh em thông cảm, bởi vì tính chất công việc của mình nó cũng khá ít thời gian để dành cho đọc truyện dạo gần đây. Thì anh em thông cảm nhé. Bạn nào mà hiện tại chỉ nghe một bộ truyện Hắc Tây Du tại trên kênh Ly Kỳ thì các bạn có thể ghé qua kênh Thích Nghe Chuyện của mình, kênh Thích Nghe Chuyện, để các bạn có thể nghe thêm bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Bộ truyện đó cũng rất là hay. Còn bạn nào mà đã nghe rồi thì tiếp tục chịu khó đợi Tiến Phong nhé. Qua hết cái giai đoạn này thì mình sẽ đọc đều hơn. Rất mong anh em thông cảm. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Hắc Tây Du, tập 359. Mọi người lần lượt rời đi. Ngụy Tùy Phong chần chờ một lúc cũng kéo thúc quân rời đi. Chiến lược của bọn hắn không kém hơn Tần Mục, song lần này phải từ Ngọc Kinh Thành của Tô Đình gấp gáp trở về, hao phí quá nhiều pháp lực, đến hiện tại vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Nếu như hắn cố chấp ở lại nơi này, chỉ sợ sẽ càng làm cho Tần Mục thêm phân tâm. Sư đệ, đừng có để cảnh giới của mình lên Ngọc Kinh cảnh giới. Ngụy Tùy Phong quay đầu lại nói, Ngọc Kinh là một cạm bẫy. Tu luyện Ngọc Kinh cảnh giới chính là trợ giúp cho chủ nhân của Di La Cung phát triển thực lực, sẽ khiến cho hắn ta càng nhanh chóng hiện thế hơn. U Minh Thái Tử cũng chưa cùng với mọi người rời đi. Pháp lực của y hết sức hùng hồn. Nếu đơn thuần lấy pháp lực để luận thì y vẫn cao hơn Âm Thiên Tử một bậc đấy. Tần Mục liếc mắt nhìn y một cái, lắc đầu nói, Thái Tử, thần thông của ngươi còn lâu mới bắt kịp ta. Còn như ngươi có thể dùng pháp lực để chống lại, nhưng để đánh bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Tâm niệm quán vừa động, lập tức thi triển ra thần thông tầng thứ hai 30 đạo cảnh. Thái cực diễn biến âm dương hành, nói, nhìn có hiểu được không? U Minh Thái Tử cẩn thận dò xét, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng xấu hổ, lập tức chắp tay quay người rời đi. Tần Mục tản đi thần thông, quay sang nói với Nam Đế Chu Tước vẫn còn chưa kịp rời đi. Tì tì, nhục thể của ngươi vẫn còn chưa khôi phục, không có bao nhiêu chiến lực, không cần ở lại nơi này. Yên Nhi, dắt theo mẹ ngươi tiến về Thiên Âm giới đi, mời Thiên Âm nương nương tái tạo thân thể cho nàng. Nam Đế Chu Tước chần chờ một lát, lại nói, ngươi hãy bảo trọng. Ánh mắt của Tần Mục lại rời đến chân thân của Minh Hoàng. Hắn đưa tay lấy ra một bộ thân thể được luyện chế từ cành cây của thế giới thụ, nói, Minh Hoàng hãy đến Duyên Khang, bảo Duyên Tu Đế sai người dẫn người đi gặp Xích Hoàng. Hiện tại Xích Hoàng chỉ còn lại có Tư Duy, có thể ở vào trong thân thể này. Sau khi gặp được Xích Hoàng rồi, các người hãy cùng nhau tiến đến Thiên Âm giới. Thiên Âm nương nương sẽ giúp hắn giao phó sinh mệnh trong thân thể này. Minh Hoàng nhíu mày nói, năm đó ta chính là Thiên Đế thời đại Xích Minh, trận chiến này ta nên kề vai sát cánh cùng với người. Tần Mục lắc đầu, ta là Mục Thiên Tôn, bảo ngươi đi, ngươi không đi sao? Minh Hoàng chần chờ một lát, rồi cũng dứt khoát quay người rời đi. Người cầm bước tới, cắm lưu ly thanh thiên tràng trước mặt hắn, rồi cũng quay người rời đi. Người mù cũng không nói một lời, quay sang phía Tần Mục, có chút do dự. Tần Mục bày ra thắng vẻ tươi cười. Mù ra ra, người hãy yên tâm, ta sẽ thôi phát trận pháp của người đến mức tận cùng, để cho tên tiền sử kia hoàn toàn hiểu rõ được thực lực của người. Người mù thấp giọng nói, cẩn thận, nếu như không địch lại, vậy... Giọng nói của ông ấy càng lúc càng nhỏ. Vậy thì chạy, trước kia người quẻ đã dạy ngươi rồi. Đánh không lại thì bỏ chạy, cũng không có gì mất mặt. Cho dù ngươi có chạy, thì cũng không một ai có tư cách oán trách người không đủ bản lĩnh bảo vệ bọn hắn. Trời cốt sập xuống, cũng không thể để một mình ngươi chống đỡ được. Trời sập rồi cũng không phải là do ngươi làm sập, cần phải giữ hy vọng sống sót. Ông ấy còn rất nhiều lời muốn dặn dò Tần Mục, nhưng từ phía xa Tư Bà Bà đã nóng nảy thét lên la gào ông ấy. Người mù đành phải vội vàng sải bước nhanh chân đuổi kịp mọi người. Tần Mục trầm tĩnh lại, nhìn mặt trời đang dần dần xuống núi. Hắn cắm quải trượng của Thái Dịch lên mặt đất, lại ngắt một nhành liễu rắn trên mi tâm của mình. Đó là lá cây được ngắt xuống từ trên gốc đạo thụ của Thái Dịch. Hắn xếp bằng ngồi xuống mặt đất,
bình tĩnh đối mặt với tòa hắc sơn đang vỡ ra. Ánh chiều tà từ 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 ngực hắn di chuyển lên cảm của hắn, lại dần dần bay lên. Bóng tối cũng theo đó chậm rãi bao phủ gương mặt hắn, bao phủ đôi mắt của hắn. Ánh chiều tà phủ lên gốc thế giới thụ kia trong thập vạn thánh sơn. Hư Sinh Hòa cũng đang đắm chìm mình trong chiều tà. Lúc này đây, Lam Ngự Điền cũng chạy đến nơi này cùng với Hư Sinh Hòa đứng ở đó. Lúc trước có thái dịch trấn thủ nơi này, bất kể là đại hắc sơn bạo động mãnh liệt như thế nào, trong lòng người vẫn hết sức yên tâm đấy. Hư Sinh Hòa lấy hết sức bình tĩnh nói: hiện tại không có thái dịch, lòng người rối loạn, không có niềm tin thì mới biết được thái dịch là trụ cột vững vàng tới đâu. Lam Ngự Điền nói: có vài người lúc hắn đang ở đây thì không có để mắt tới hắn, cũng không có để nhìn ra bất kỳ tác dụng nào của hắn. Mãi tới khi không có hắn ở đây, người mới cảm thấy mình đã mất đi một chỗ dựa dẫm, mà ca của ta hiện tại đang trở thành một trụ cột. Hư Sinh Hòa nói khẽ: hắn giữ ta lại là bởi vì hắn biết rõ đạo tâm của ta đủ mạnh mẽ, không có nhược điểm, là người đáng tin cậy nhất. Ta sẽ không bị đạo lộ dụ hoặc. Lam Ngự Điền, vì sao người cũng ở lại vậy? Lam Ngự Điền bỗng bật cười. Hắn nhìn về phía tần mục bên kia, nơi đó đã bị màn đêm bao phủ. Nếu như trận chiến này ca của ta không thể thắng được, vậy thì ta sẽ kế thừa trách nhiệm của huynh ấy, trở thành trụ cột của thời đại này. Giọng nói của hắn càng ngày càng trầm thấp, nhưng rồi lại hết sức kiên định. Ta bỏ qua con đường cầu đạo của mình để trở thành Ngự Thiên Tôn. Ánh chiều tà phủ lên thân từng người bọn hắn, bóng tối dần dần bao trùm thân thể từng người. Trên đỉnh đầu bọn hắn, từng viên tinh thần lấp lóe chói sáng, quần tinh lóng lánh hào quang, trùng trùng điệp điệp tầng hư không rũ xuống. Đạo thụ của thái dịch một lần nữa hiển hiện, đạo lộ từ trên lá cây rơi xuống. Cùng lúc đó, ở trong thập vạn hắc sơn, một tòa đại hắc sơn vỡ ra sáng chói, thần quang bắt đầu khởi động. Ở giữa hai mảnh đại là hắc sơn hóa thành một con mắt cực lớn. Trong ánh mắt kia, một dáng người cao gầy lại chậm rãi bước đến từng bước, thân thể kẻ kia cũng càng lúc càng cao, giống như là đồng tử dựng thẳng lên vậy. Đối diện với nó, Tần Mục đang cố hít hà vào từng hơi thật sâu, đồng thời thi triển bá thể tam đan công mà những ngày này hắn mới ngộ ra được. Từng tòa thiên cung ầm ầm vận chuyển, trôi nổi sau đầu quán. Thiên cung chồng chất lên nhau, gắn kết lại xây dựng lên một tòa đại thiên đình. Ở bên trong đại thiên đình được dựng lên từ 23 tòa thiên cung, từng vị nguyên thần của Tần Mục riêng phần mình tiến lên trước một bước. Tần Mục vung tay ra, cung thần rơi vào trong tay hắn. Xung quanh hắn, linh thai thần tàng lĩnh vực trải rộng. Sau lưng hắn, một gốc thế giới thụ rũ xuống, càng ngày càng cao, che phủ cả trời xanh. Mà chủ nguyên thần của hắn thì đang đứng dưới tảng cây, dáng người thẳng đứng. Tần Mục dừng cung, lúc này ở phía sau lưng hắn, chủ nguyên thần đang dò xét vươn tay ra, cùng với hắn triển khai thần công. Mặt khác, ở trong những tòa thiên cung khác, từng vị nguyên thần cũng vươn tay ra, nắm chặt lấy thiên cung. Thoáng cái, cung thần đã được kéo căng tới mức cực hạn, toàn bộ pháp lực quán cuồng bạo rót vào trong cung thần. Cùng lúc đó, thiên địa đại đạo cũng nổ vang, linh khí linh lực gào thét mà tới, hóa thành nước lũ quét sạch thập vạn thánh sơn. Ở trên đỉnh đầu quán xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, phạm vi bao trùm mấy ngàn dặm. Đó là vòng xoáy được tạo thành từ linh lực linh khí ở trong tổ đình. Tại vị trí trung tâm của vòng xoáy, linh lực linh khí điên cuồng hội tụ thành một đạo quang trụ, ầm ầm chiếu lên thần cung. Uy lực của chiếc cung thần này càng lúc càng mạnh, chấn động mà nó phát tán ra cũng càng ngày càng khủng bố. Phía trước, khe hở trên vách đại hắc sơn càng lúc càng lớn. Trong ánh mắt kia, dáng người của quái nhân cao gầy càng ngày càng cao. Con mắt duy nhất ở giữa trán nhìn chằm chằm vào Tần Mục, tựa hồ như kẻ kia có thể nhìn thấy được Tần Mục vậy. Hơn nữa còn hết sức trầm trọng. Kẻ kia vẫn đang cố vùng vẫy thoát khỏi vũ trụ hủy diệt, tiến về vũ trụ trong tương lai. Bất cứ lúc nào gã cũng đều có thể bị kiếp nạn xoắn giết. Nhưng rồi bước đi của gã vẫn hết sức trầm ổn. Sắc mặt Tần Mục không hề thay đổi, hai tay triển khai thần cung cũng không hề bối rối. Quái nhân cao gầy kia tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước chân của vị kia xảy ra, bốn phía hắc sơn không ngừng chấn động, liên tục vỡ như miếng xốp giòn.
thần núi là thế giới thụ hóa đá, vô cùng cứng rắn. Giờ phút này núi đá kia vậy mà tan vỡ, phốc phốc từng mảnh rơi xuống đất. Chỉ là khi những mảnh vỡ kia còn chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã bị một cỗ lực lượng nào đó cuốn lấy, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Rốt cục, gương mặt quái nhân cao gầy kia cũng ló ra khỏi thần núi, mi tâm thụ nhãn mở ra. Cho dù phải chống đỡ sự xoắn giết của kiếp nạn tận thế, nhưng thực lực của vị kia vẫn cường đại vô cùng. Ông một tiếng, trên dây cung của Tần Mục một mũi tên bắn ra, sau một khắc lập tức vọt đến chính giữa mi tâm của quái nhân cao gầy kia. Nét châm chọc trên gương mặt cao nhân kia cũng càng lúc càng đậm. Khi một mũi tên đầy uy lực của Tần Mục vừa mới đến trước mi tâm của kẻ kia, đã thấy trong mắt của gã lập lòe một đạo quang mang, định trụ mũi tên kia lại. Tiếng dây cung kéo giãn vang lên. Tần Mục lặp đi lặp lại động tác dương cung bắn nhiều lần. Từng mũi tên nhanh như ánh sáng đồng thời bắn về phía mi tâm của quái nhân cao gầy trong núi. Chỉ trong nháy mắt, không biết hắn đã dương cung thần lên bắn bao nhiêu lần, dây cung vì ma sát đã trở nên nóng hổi. Mà trong nháy mắt, những linh lực linh khí của tổ đình tụ tập lại trên bầu trời cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Trong vòng 1000 dặm, thoáng chốc, vòng xoáy linh lực đã trở nên vô cùng mỏng manh. Tần Mục vẫn còn đang điên cuồng dương cung bắn tên. Vòng xoáy linh lực kia nhanh chóng thu nhỏ lại, rốt cuộc cũng hẹn theo mũi tên cuối cùng của Tần Mục bắn ra. Tất cả linh lực linh khí đã triệt để tiêu hóa hết rồi. Trong tích tắc linh lực linh khí tiêu hóa hết, Tần Mục dứt khoát ném cung thần sang một bên. Bàn tay hắn chụp về phía sau một cái, triệu oán lưu ly thanh thiên tràng, cả người nhảy dựng lên. Trong nháy mắt, thân thể quán phi lên giữa không trung thì có chút ngả về phía sau. Thân thể hắn không phải kéo căng thẳng thấp, mà là ngoặt ra một biên độ kinh người. Hai tay hắn giữ chặt lưu ly thanh thiên tràng. Ở bên trong 28 tòa chư thiên trong lưu ly thanh thiên tràng, vô số trọng bảo lập lòe ánh hào quang, giống như là từng viên tinh thần trong 28 tòa chư thiên. Những phù văn trận pháp lạc ấn trên các món bảo trọng lũ lượt khởi động. Trong nháy mắt, uy lực của nó đã tăng lên đến cực hạn. Ở sau lưng Tần Mục, từng vị nguyên thần cũng gấp rút thúc dụng pháp lực. Thiên cung chẳng chịt, thiên đình đại đạo đổ vang, một lần nữa phụ trợ uy lực của các món bảo trọng trong 28 tòa chư thiên tăng lên. Trong lúc mơ hồ, uy năng đã được đẩy lên đến một trình độ mà các món bảo trọng kia khó thể tiếp nhận. Tần Mục vùng thanh thiên trảng lên, lấy 28 tòa chư thiên trong thanh thiên trảng làm chùy, hùng hằng đập lên từng mũi tên đã bắn ra. Những mũi tên kia vốn được Tần Mục bắn ra, nhưng lại bị quái nhân cao gầy kia định lại ở ngay trước mi tâm mắt dọc của gã. Dù là trong chớp mắt, Tần Mục bắn ra nhiều mũi tên như vậy, nhưng cũng không thể đột phá lớp phòng ngự của gã ta. Mà vào lúc này, lưu ly thanh thiên tràng lại hung hãn đập tới. Cút về đi! Tần Mục quát lớn, vung tay nện chùy xuống. Cùng lúc đó, dưới nách hắn có một cánh tay thon dài mọc ra, giấu kỹ nhược điểm của thanh thiên tràng để cho lực lượng quán được đẩy lên tới cực hạn. Cút! Rốt cục dưới tác động của một nện này, những mũi tên cũng phá vỡ phòng phòng ngự của quái nhân cao gầy một mắt, đâm vào con mắt duy nhất của gã. Oanh một tiếng, toàn bộ uy năng ẩn chứa trong những mũi tên bộc phát, đầu lâu của quái nhân cao gầy kia ngã về phía sau, mà kẻ kia rốt cuộc cũng rơi về thời đại của mình, quay về vũ trụ sắp hủy diệt kia. Chỉ cần đánh kẻ kia rơi xuống, cho dù là gã ta có một lần nữa bỏ đến đây, nhưng nhất định sẽ phải hao tổn rất nhiều nguyên khí. Trên gương mặt Tần Mục bày ra một dáng vẻ vui mừng. Thành công! Đúng vào lúc này, lại có một bàn tay xuyên qua thần núi, bám chặt lên hắc sơn đang dần dần sụp đổ như những miếng xốp giòn. Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, hắn lại vội vàng vung lưu ly thanh thiên tràng lên, một phát chính xác đập vào bàn tay to lớn thon gầy kia. Cùng lúc đó, một bàn tay thon gầy to lớn khác lại xuyên qua thần núi, bám chặt lên một nửa khác của hắc sơn. Trong mắt quái dị khổng lồ bị kẹp giữa thân núi đột nhiên rừng rực lửa cháy, giống như là liệt hỏa trùng thiên vậy. Ngay lúc lưu ly thanh thiên tràng sắp đập trúng bàn tay kia, đột nhiên một gương mặt cực lớn phá hỏng thân núi mạnh mẽ xuất hiện ở trước người Tần Mục. Gương mặt kia há miệng lớn ra, gào to một tiếng, đạo âm vang dội trực tiếp oanh kích lên thân của Tần Mục, đánh hắn bay ngược ra ngoài. Lưu ly thanh thiên tràng căn bản không cách nào nện xuống được. Ở giữa không trung, Tần Mục đột nhiên xoay người cắm thanh thiên tràng trên mặt đất, lại xoay tròn một chút, 28 tòa chư thiên hiện hiện, từng tầng chư thiên lần lượt ngăn cản sự trùng kích kinh khủng của đạo âm kia. Hắn lại giơ tay bắt lấy quải trượng của Thái Dịch vào trong tay. Kế đó, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy quái nhân cao gầy kia đã rút ra được một chân từ trong thân núi,
hơn phân nửa cơ thể đã nhô ra khỏi bên ngoài rồi. Quái nhân cao gầy đang cố gắng chen lấn sang bên này. Lực lượng của gã quá mạnh mẽ, chỉ là muốn tiến lên một bước thực không hề dễ dàng. Chất lượng và năng lượng chuyển biến theo một quy luật nhất định. Những nhân vật đã thành đạo như gã ta cơ hồ phải tuân theo quy tắc đại đạo thuần túy. Gã muốn từ một vũ trụ trước xâm nhập vào vũ trụ này, chất lượng và năng lượng cần biến đổi là một con số vô cùng đáng sợ. Cái này giống như linh năng đối thiên kiều vậy, nhưng lại có điểm khác biệt, nó phức tạp hơn rất nhiều. Linh năng đối thiên kiều chính là đà thông hàng rào giữa hai thế giới, hình thành nên một đường linh năng đối thiên kiều. Lúc có sinh linh di chuyển sang, năng lượng của nó sẽ hóa thành linh năng tương trợ lẫn nhau, cùng chuyển động, duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới. Mà từ vũ trụ trước xuyên tới vũ trụ hiện tại cũng cần tuân theo quy tắc vật chất cân bằng. Càng phiền toái hơn đó chính là giữa vũ trụ mới và vũ trụ cũ không thể đà thông, hình thành nên một tòa linh năng đối thiên kiều để cho vật chất chủ động dịch chuyển được. Vì vậy bọn hắn mới cần bố trí một trận thế hiến tế thật lớn ở tổ đình, biến tổ đình thành một tế đàn. Tổng vật chất của vũ trụ không hề thay đổi. Trong tình huống tổng vật chất không hề thay đổi này, một người muốn từ vũ trụ trước tiến vào vũ trụ này cần phải rút ra một bộ phận vật chất và năng lượng của vũ trụ này, tương đương với bản thân mình có thể duy trì sự cân bằng vật chất. Những năm gần đây, dù đã hiến tế không biết bao nhiêu sinh linh, nhưng mà những người thành đạo của vũ trụ trước có ý định trước lúc vũ trụ của bọn hắn tan vỡ hoàn toàn xâm nhập vào vũ trụ hiện tại là đều không thể. Bởi vậy mới dẫn đến một loại tình huống chính là tất cả mọi người đều muốn chui vào, nhưng cũng không một ai chen lấn được lên. Quái nhân cao gầy này cũng vậy. Tuy hơn một nửa người của gã ta đã vươn đến đây, nhưng mà còn cần phải rút một bộ phận vật chất và năng lượng của tổ đình để hiến tế cho vũ trụ trước. Như vậy mới đẩy nhanh được tốc độ thoát khỏi vũ trụ đang tan vỡ kia được. Hắc Sơn kịch liệt chấn động, núi đá không ngừng sụp đổ, bong chóc ra, từng mảnh vỡ lơ lửng trôi giữa không trung. Những mảnh vỡ kia như nước lũ chảy xiết về phía sau lưng của quái nhân cao gầy kia, lần lượt chui vào trong con người to lớn. Xung quanh Tần Mục, mặt đất cũng không ngừng nứt vỡ, từng tảng đất không ngừng phân nhỏ cũng bị hút vào trong con mắt kia. Con mắt kia càng lúc càng bành trướng, dựng đứng sau lưng quái nhân cao gầy, giống như là hỏa diễm diệt thế. Hỏa diễm chiếu sáng cả thập vạn đại sơn, chiếu lên từng phiến đá đất đang tung bay vô định. Con mắt kia giống như là một lò luyện lớn, hoặc giống như là một cái miệng khổng lồ, tham lam cắn nuốt hết thảy tổ đình, cắn nát vạn vật ở trong trời đất. Tất cả đều bị nóng chảy hóa thành năng lượng thuần túy rót về phía sau nó, chính là vũ trụ đang tan vỡ kia, để đổi lấy sinh cơ cho quái nhân cao gầy. Tần Mục cố gắng định thân hình, vung quải trượng của Thái Dịch lên nghênh tiếp quái nhân cao gầy kia. Trên mi tâm thụ nhãn của quái nhân cao gầy kia cắm đầy mũi tên, đó chính là những mũi tên đã cứng rắn cắm vào trong con ngươi dựng đứng của kẻ đó sau một kích vừa rồi của Tần Mục. Chỉ là dù cho cung thần tiễn đang bộc phát uy lực thì cũng không thể khiến kẻ kia bị trọng thương được. Quái nhân kia vừa gầy vừa cao, không biết là thuộc chủng tộc cổ quái nào. Gã đưa tay chụp lấy những mũi tên găm ở trên mắt mình, ý định rút những cái gai này ra. Còn một tay khác thì lập tức chụp về phía Tần Mục. Giữa mi tâm của gã chỉ có một con mắt, ở ngay chính giữa trán. Bị nhiều mũi tên như vậy bắn trúng, khiến cho tầm nhìn của gã bị ảnh hưởng. Trước tiên, gã cần rút hết những mũi tên kia ra mới dễ dàng đối phó với Tần Mục được. Tần Mục vùng quải trượng lên, uy lực chấn động thực sự không bằng so với lúc trước, vì vậy gã mới có thể dễ dàng chụp được Tần Mục. Chỉ là một kích này nhìn như không có uy lực, lại khiến cho gã phải ăn nhiều thiệt thòi. Bàn tay của gã vừa thon vừa dài, từng đốt ngón tay so với thân thể Tần Mục còn dài hơn gấp bội. Một tay vươn đến, thần thông hội tụ lại giữa lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, trong lòng bàn tay hiện hiện vô số sợi tơ sắc bén xen kẽ giao thoa, tán loạn quét đến mọi nơi. Một giây, Tần Mục mới bị tóm vào trong lòng bàn tay, thân thể của gã đã giống như là vô số sợi tơ xuyên qua, nhưng hắn vẫn cố chấp vung quải trượng nghênh tiếp đầu ngón tay kia của kẻ kia. Rắc một tiếng, một đầu ngón tay của quái nhân cao gầy bị quải trượng đánh trúng, uốn lượn thành một đường cong kinh người, hiển nhiên là đã bị bẻ gãy đến mức độ cong vòng về phía sau rồi. Rặc rặc, từng đầu ngón tay của kẻ kia đều đã bị Tần Mục gõ cho đứt gãy. Năm đầu ngón tay đồng loạt cong về phía sau, Tần Mục đảo quải trượng lại, dùng quải trượng làm kiếm, ra sức đâm vào lòng bàn tay của kẻ kia. Nhưng đúng vào lúc này, vô số sợi tơ đâm xuyên qua thân thể của Tần Mục lại đột nhiên rút qua bốn phương tám hướng. Chỉ nghe thấy xuy một tiếng, trong nháy mắt
thân thể Tần Mục đã tan thành vô số mảnh vỡ. Huyết nhục bị nghiền nát, lập tức chạy đến chỗ con mắt quái dị sau lưng của gã quái nhân kia. Đột nhiên có một cỗ thần thông kỳ dị chuyển tới. Thời gian như đảo lưu, thân thể của Tần Mục nhanh chóng kết dính lại. Hắn vẫn giống như là một khắc trước đó, đứng ở trong lòng bàn tay của kẻ kia, tay xách quải trượng, dùng trượng làm kiếm, thi triển một kiếm chiêu kinh thế. Đó chính là chiêu thức thứ ba của kiếp kiếm, ứng kiếp. Trượng gỗ rất cùn, vậy mà có thể đâm xuyên qua lòng bàn tay của quái nhân cao gầy kia. Ngay cả thân thể của Tần Mục cũng lướt theo quải trượng, đâm vào bên trong cánh tay của kẻ đó. Ứng kiếp kiếm chính là Trảm Thiên Cung, một kiếm bình thần tàng, là một chiêu Tần Mục tự dùng để trảm mình, cũng là vừa để trảm người. Đã lâu lắm rồi hắn chưa động đến bộ kiếm pháp kiếm đạo này của mình rồi. Bởi vì sau khi hắn đĩnh ngộ cao sâu hơn về thần thông, thì uy lực của kiếm pháp kiếm đạo đã không thể bắt kịp uy lực thần thông của hắn. Hơn nữa, kẻ địch phải đối mặt mạnh mẽ hơn lúc trước quá nhiều, kiếm pháp kiếm đạo đã dần dần không bắt kịp tiến cảnh tu vi của hắn, vậy nên khó mà đả thương được đối thủ. Mà hiện tại, khi có quải trượng của Thái Dịch trong tay, nó như một mảnh lợi khí đánh đầu thắng đó, làm cho uy lực của chiêu ứng kiếp kiếm này của hắn được đẩy lên một trình độ khó có thể tưởng tượng được. Trên mặt quái nhân cao gầy kia lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm một vài câu nghi vấn không rõ nghĩa, giống như đang thắc mắc về thần thông của Tần Mục vậy. Lúc này gã đã rút ra những mũi tên cắm trong mi tâm thụi nhãn của mình, bàn tay kia được tự do, đầu ngón tay linh hoạt nhảy múa liên tiếp điểm vào cánh tay khác của mình. Dưới lớp da thịt của cánh tay kia của gã có một đạo kiếm quang giống như nước lũ cuồn cuộn quét ngang qua. Những nơi kiếm quang quét qua đều khiến cho xương cánh tay của gã vỡ vụn, gân tay cũng đứt thành từng đoạn nhỏ. Dưới lớp da của gã, từng đoạn gân tay đâm thủng đàn da lộ ra bên ngoài, còn huyết nhục cũng bị chỗ xương gãy vụn cắt cho bè bét, nhìn thấy mà giật mình. Đáng sợ hơn chính là kiếm ý đi trước, khi trượng gỗ còn chưa tiến vào cánh tay của gã ta, kiếm ý đã đến trước, làm cho cả đầu cánh tay của gã ta đều cảm nhận được kiếm quang vô cùng sắc bén, cánh tay đã mất đi hết thảy năng lượng rồi. Nhưng rồi năm đầu ngón tay còn lại của gã lại rất linh hoạt, mỗi một chỉ đều chính xác thời điểm, nên những nơi mà Tần Mục ghé qua trong tay này của gã, một kích điểm ra, uy lực đều hết sức cường đại, trực tiếp nghiền cho Tần Mục vỡ nát. Nhưng Tần Mục lại giống như có được thân thể bất tử bất diệt vậy, sau mỗi lần hắn nghiền nát thì lập tức phục sinh ngay chính trong cánh tay của đối thủ, khôi phục nguyên vẹn hoàn toàn như lúc ban đầu. Quái nhân cao gầy kia liên tục thốt lên những lời không rõ nghĩa, gã bất ngờ chém ra một kích, dứt khoát chặt bỏ cánh tay của mình. Tần Mục từ trong đoạn tay gãy kia lăn ra ngoài, kiếm quang trực chỉ mi tâm của quái nhân. Quái nhân cao gầy kia bày ra dáng vẻ tươi cười, trong miệng tiếp tục lặp lại những lời không rõ nghĩa. Từ trong mi tâm thụ nhãn của gã bắn ra một đạo quang mang. Oanh một tiếng, một kích này trực tiếp đánh nát Tần Mục. Bất kể là thân thể của Tần Mục hay là nguyên thần, thần tàng lĩnh vực quán, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Lực lượng một kích này hết sức kỳ dị, trực tiếp cố định hết thảy những vật chất cấu thành thân thể, nguyên thần và thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, làm cho bất dịch thần thông của Tần Mục hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hiển nhiên đối phương đã nhận ra thần thông của Tần Mục. Bất dịch thần thông là do Lăng Thiên Tôn khai sáng ra, loại thần thông này cường đại nhất ở chỗ khiến cho vật chất quay lại lưu động ban đầu, bày ra hiện tượng giả dối thời gian xoay chuyển. Thế nhưng đối với một nhân vật đã thành đạo như quái nhân cao gầy kia mà nói, thì tuy rằng loại thần thông này rất cao thâm mặt chắc, thế nhưng gã ta cũng có cách để phá giải được. Chỉ cần định trụ được những vật chất cấu thành Tần Mục, không để cho đám vật chất kia quay lại sự lưu động như lúc trước, là đã có thể hóa giải rồi. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng không có được pháp lực hùng hồn như vậy. Nhưng đối với quái nhân cao gầy mà nói, điều này cũng chẳng có gì khó khăn. Quái nhân cao gầy kia nhìn cánh tay bị đứt ra của mình, vẻ mặt tràn đầy sự oán thán, trong miệng lại lẩm bẩm thêm một câu. Những lời này tựa hồ là sự tán thưởng mà gã dành cho Tần Mục vậy. Chỉ là một người đang tu đạo lại có thể dùng lực lượng thấp kém của mình để đánh cho gã bị thương thành như vậy. Gã tiếp tục thúc giục pháp lực, bốn phía hắc sơn không ngừng chấn động, hắc sơn cũng theo đó dần dần rạn nứt, sói mòn gào thét chạy về con mắt quái dị sau lưng gã. Đột nhiên một tòa sát trận được cất giấu trong lòng đất ầm ầm khởi động. Quái nhân cao gầy kia bày ra dáng vẻ kinh ngạc. Uy lực của tòa sát trận này không có ý nghĩa gì, nhưng quan trọng là sát trận này lại cất giấu dưới da thịt của gã mà gã lại chẳng mảy may phát hiện ra. Làm được điều này quả thực là rất giỏi rồi. Nhưng càng làm cho gã kinh ngạc hơn chính là tòa sát trận kia cũng không hề có một chỗ. Lúc tòa sát trận đầu tiên bị kích phát thì giống như là đốt lên một chuỗi pháo,
vần quanh bốn phía Hắc Sơn. Trong phạm vi trăm ngàn dặm, từng tòa sát trận lũ lượt bị dẫn động. Uy lực của một tòa sát trận quả thực không đủ để làm gì được gã, nhưng mà trăm ngàn tòa sát trận đồng thời bộc phát, uy lực cộng hưởng này thực sự khủng bố tới mức không ngờ đấy. Không chỉ có vậy, Tần Mục cùng với người mù bày ra vô số tòa sát trận ở nơi này. Có một vài tòa sát trận được chôn giấu tại những vị trí rất hiểm yếu và vô cùng nhỏ. Những tòa sát trận kia được che giấu ở trong những mảnh vỡ của mặt đất và núi đá. Khi những tảng đất cát sỏi đá kia bị quấn vào trong con mắt quái dị của đối phương, đến lúc đó mới hoàn toàn bộc phát. Ở bên ngoài thập vạn Hắc Sơn, đám người Tư Bà Bà, người mù đang di chuyển rời xa Hắc Sơn thánh địa. Lúc này người mù chợt quay đầu lại, chỉ thấy trong đêm tối từ phía đại Hắc Sơn có một cỗ hùng khí vô biên phóng lên trời. Vô số sát trận đang vận hành ở trong cỗ hùng khí kia làm cho người ta hoa hết cả mắt. Thiên địa đại đạo bị những tòa trận kia dẫn dắt hóa thành sát đạo kiếp trận, uy lực kinh thiên động địa. Đây là bản lĩnh mạnh nhất của ta, người mù thấp giọng nói. Trận pháp chỉ đạo, thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ, nhân phát sát cơ, thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận. Đạo hạnh suốt đời của ta chỉ được hơn phân nửa pháp lực của Mục Nhi. Những chuyện ta có thể làm cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Ánh mắt của ông ấy vô cùng sáng rực, bên trong chất chứa sự chờ mong, lẩm bẩm nói. Mục Nhi, lấy pháp lực của con điều động thiên địa đại đạo, có thể chém giết nhân vật tiền sử kia hay không đây? Ông ấy vừa nói đến đây, đột nhiên tòa sát trận tàn vỡ, hệ thống tàn rã, thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận cứ vậy mà sụp đổ. Một cỗ lực lượng lớn lao dễ dàng bị quét sạch. Hai mắt người mù dần trở nên ảm đạm. Trật Tư Bà Bà mở miệng hối thúc. Người mù, đừng có nhìn nữa, đi mau. Người mù quay người lại, lặng lặng đuổi kịp bước chân của bà ấy. Tư Bà Bà không nói thêm một câu nào nữa. Người mù trầm mặc một lát nói. Trận chiến này cũng không phải là không có khả năng thắng. Ta đã cùng với Mục Nhi bày ra một đòn sát thủ quan trọng khác. Đó là một tòa tế đàn. Tư Bà Bà đột nhiên nói. Tên quẻ đâu? Tên quẻ chết tiệt đã đi đâu rồi? Bà nhìn khắp mọi nơi, ở trong bóng tối từ người đang di chuyển, nhưng không hề có bóng dáng của người quẻ. Bà ấy đang định đi tìm kiếm thì đột nhiên cánh tay của bà lại bị người mù giữ lại. Ông ấy lắc đầu nói. Đừng có tìm hắn nữa, người cũng biết rồi đấy. Người tên quẻ yêu nhất chính là Mục Nhi. Dù hắn bị Mục Nhi đưa đi rồi, nhưng sẽ sớm lặng lẽ mò về mà thôi. Chắc là hắn sẽ không đứng nhìn Mục Nhi chịu chết đâu. Tư Bà Bà đột nhiên nổi giận, lạnh lùng nói. Vậy thì cứ nhìn hắn chịu chết, tại sao ngươi không ngăn cản hắn? Người mù thản nhiên nói. Nếu như có thể cứu được Mục Nhi, ta cũng cam tâm tình nguyện tìm chết. Lòng người của Tư Bà Bà phập phồng kịch liệt, cũng không nói gì thêm nữa. Ở trong đại Hắc Sơn, chính giữa Hắc Sơn bị vỡ ra, con mắt quái dị kia bị rách tung tóe. Nó chính là bị thiên địa nhân tam tuyệt sát trận làm cho trọng thương. Trong con mắt quái dị kia, quái nhân cao gầy không kìm được lửa giận, mái tóc tung bay, quanh thân gã đều là miệng vết thương. Ngay trong một khắc gã bị trận pháp vây khốn, rốt cục Tần Mục trong trạng thái vô số hạt vật chất cũng thoát khỏi sự giam cầm của gã ta. Bất dịch thần thông bộc phát, làm cho Tần Mục một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giống như trước đó nắm chặt lấy thanh trượng gỗ. Mà vào lúc này, dưới chân Tần Mục chợt hiện ra một tòa tế đàn cực lớn. Quái nhân cao gầy nhìn tòa tế đàn to lớn kia, ánh mắt lạnh lùng. Tế đàn đã khởi động, đã thông một không gian khác. Bầu trời bị nghiền nát, một cỗ khí tức vô cùng cường đại truyền tới. Chỉ thấy trên bầu trời từng cái đầu lâu cực lớn từ phương đông đó ra, há miệng lớn phát ra thanh âm vô cùng vang dội. Là kẻ hèn mọn phương nào dám triệu hoán chú tề thú vật cường đại trang nghiêm nhất? Một cái đầu rồng cực lớn từ trên trời uốn lượn rủ xuống, tiến vào trong tế đàn giữa không trung. Hai mắt thần rồng sáng rực như mặt trời, thản nhiên nói. Long Hào thần vương của thời đại thái cổ xưa nhất hàng lâm, sinh mệnh nhỏ bé kia, Mục Thiên Tôn, mau dâng lên tế phẩm của ngươi. Thân thể khổng lồ của Long Hào vẫn còn nằm trong thú giới. Từng cái đầu rồng cực lớn của Long Hào tiến vào trong tế đàn. Một cái đầu rồng giật mình nhìn Tần Mục, còn một cái đầu khác thì lập tức nhìn về phía quái nhân cao gầy cùng với tròng mắt quái dị kia. Mục Thiên Tôn, ngươi thực là chết tiệt.
Chính cái đầu của Long Hào ra sức co rút lại, muốn quay về thú giới. Chính cái đầu rồng liên tục gào thét, mỗi lần ngươi tìm tới ta đều không có chuyện gì tốt đẹp cả. Tần Mục lạnh lùng nói, Long Hào, ngươi đã đồng ý với ta ba điều kiện, đây là điều thứ nhất. Chúa tể thú giới chẳng lẽ muốn nuốt lời sao? Long Hào chần chờ một lúc, cưỡng ép nhịn xuống sự xúc động, một lần nữa từ trên trời giáng xuống, giọng nói như lôi âm vang vọng giữa không trung. Tuy là thô tục, nhưng phải nói trước, nếu như ta phát hiện mình không thể địch lại, sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không đưa tính mạng của mình ra đặt cược. Mục Thiên Tôn, ngươi đã hiểu chưa? Tần Mục cũng không hề nhìn hắn ta, ánh mắt vẫn tập trung lên thân của quái nhân cao gầy kia, dáng vẻ bình thản như mây trôi, nói, tùy ngươi. Thân thể to lớn của Long Hào hoàn toàn thoát ly khỏi thú giới, đánh về phía quái nhân cao gầy kia. Phong lôi quần quận bạo phát, chín cái đầu rồng che khuất cả bầu trời tổ đình. Trong đó có 8 cái đầu muốn tác pháp. Thần thức thần thông bộc phát, tất cả đều dồn vào tấn công quái nhân cao gầy kia. Cái đầu thứ 9 thì cất cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi phải nhớ kỹ, con trai ta Long Phi có quan hệ rất tốt với ngươi. Nếu như ta chết rồi, thực lực tu vi hiện tại nó vẫn chưa đủ để kế thừa ngôi vị của ta. Nó nhất định sẽ bị những con cự thú khác trong thú giới cắn xé thành từng mảnh. Long Hào giơ móng vuốt sắc bén của mình ra, thần thức thần thông tập trung tấn công quái nhân cao gầy. Thân thể cường đại đã trải qua vô số sự tế tự của tạo hóa, bộc phát ra lực lượng không có gì có thể sánh nổi. Móng vuốt sắc bén như là lưỡi đao sắc bén nhất, cấu xé da thịt của quái nhân cao gầy kia. Hiện tại không giống như lúc trước. Lúc trước Long Hào hết sức bảo thủ, hắn ta lặng lặng sống ở mặt sau của tổ đình, thống trị cự thú thái cổ làm mưa làm gió. Còn hiện tại, từ chỗ Kỳ Lân, hắn ta đã học được rất nhiều tri thức của Duyên Khang. Bất kể là thần thông uy lực hay là thân thể lực lượng đều mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Tu luyện tới tình trạng bậc này như hắn ta, muốn tiến thêm một bước nữa thực sự là rất khó khăn. Nhưng Long Hào lại khác. Với những người khác, tri thức của hắn ta có được là tri thức của thời đại tạo hóa. Lúc hắn ta theo học biến pháp của Duyên Khang, nội tình của hắn ta sẽ được kích phát, tu vi thực lực đương nhiên sẽ bay vọt. Hắn ta cũng là một nhân vật ngang hàng với Thiên Tôn. Năm đó tạo hóa nhất tộc đã dùng hắn ta để uy hiếp các vị cổ thần, dù cho là thiên công, thổ bá thì cũng phải kiêng dè hắn ta ba phần. Giờ phút này Long Hào càng như hổ mọc thêm cánh. Trong lúc hắn ta bay thấp, cơ thể đã nhanh chóng thu nhỏ lại. Thân thể thu nhỏ lại khiến cho lực lượng trong cơ thể ngưng tụ lại ở mức độ cao, khiến cho lực lượng công kích của thân thể sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Đương nhiên Long Hào cũng nhìn ra, tên quái nhân trong tròng mắt quái dị bị kẹp giữa hai mảnh đại hắc sơn tổ đỉnh này không phải là hàng dễ chơi. Bởi vậy vừa lên đã thi triển hết toàn lực. Tình trạng quái nhân cao gầy kia hiện tại rất thê thảm, bị chặt mất một tay, ở mi tâm cũng loang lổ vết máu, trên cơ thể nơi nào cũng có vết thương. Nhưng khi đối diện với sự công kích hung ác tột độ của Long Hào, lại vẫn bày ra dáng vẻ coi thường. Oanh một tiếng, thần thức thần thông của Long Hào cô đọng ở mức độ cao, rót vào trong cơ thể kẻ kia. Ý định sau khi xâm nhập vào cơ thể của đối phương sẽ làm cho đối phương chống bạo. Nhưng lúc thần thức thần thông được tạo ra từ 8 cái đầu rồng của Long Hào tiến vào trong cơ thể của quái nhân cao gầy kia, chỉ nghe thấy liên tục 8 tiếng bành bành vang lên. Thần thức thần thông của Long Hào còn chưa kịp làm gì, đã lập tức bị lực lượng cường đại của quái nhân cao gầy nghiền nát. Xuy một tiếng, móng vuốt sắc bén của Long Hào rơi xuống. Quái nhân cao gầy vươn tay ra nghênh tiếp móng vuốt của Long Hào, năm ngón tay túm chặt, ghim chặt móng vuốt to lớn của Long Hào. Long Hào thét lớn một tiếng, phát lực. Mà quái nhân cao gầy kia cũng lập tức vận lực, chỉ nghe thấy tiếng mảnh vỡ răng rắc vang lên. Long Hào đọc tới mức nước mắt giàn giụa, chính cái đầu vung vẩy, đột nhiên há một cái miệng rộng cắn xuống quái nhân cao gầy kia. Một nửa thân thể quái nhân cao gầy kia vẫn bị mắc kẹt ở vũ trụ trước, một nửa thì theo khe hở của khắc sơn ló ra bên ngoài, không tiện để né tránh. Vậy nên bị Long Hào cắn trúng, răng nanh lập tức cắm sâu vào trong thân thể. Đột nhiên mi tâm thụ nhãn của quái nhân kia bộc phát uy lực, gã quay đầu quét qua, một đạo quang mang quét ngang qua, máu tươi vùng vãi đầy trời. Một cái đầu của Long Hào bị chém rơi xuống, tiếp đến là cái đầu thứ hai, thứ ba. Long Hào kêu gào thảm thiết, một bộ long chảo khác lập tức cấu vào trái tim của quái nhân cao gầy kia, ghim sâu vào trong lồng ngực của kẻ đó. Nhưng lập tức từ móng vuốt của hắn ta cảm nhận được một cỗ uy năng quần quận đang dần dần lan tỏa xâm nhập vào người mình. Long chảo của Long Hào
đã nhanh chóng bị hòa tan. Long Hào sợ hãi tột độ. Đây là nhân vật cấp bậc gì chứ? Chỉ có một nửa người bị khảm chặt trong con mắt kia khống chế không thể nhúc nhích. Thế nhưng chỉ bằng một cánh tay cũng đủ để đả thương một nhân vật cường đại như hắn ta. Thế gian này còn có người cường đại như vậy sao? Long Hào vội vàng nhả ra, dãy rủa bay lên không trung, hoàn toàn buông bỏ ba cái đầu rơi xuống của mình, ý định trốn về thú giới. Thế nhưng quái nhân cao gầy kia vẫn túm chặt long trảo của Long Hào, không hề có ý định buông tay, trái lại còn dùng thêm sức kéo ngược Long Hào trở về. Nội tâm của Long Hào hoảng sợ tột độ, liều mạng công kích quái nhân kia. Trên thân thể hắn ta vô số vảy rồng dựng thẳng đứng, từng phiến vảy rồng giống như là từng mảnh gương sáng, lại sắc bén vô cùng chém về phía quái nhân. Con mắt quái dị sau lưng quái nhân kia bất ngờ ông một tiếng, vô số vảy rồng đột nhiên không nghe theo sự điều khiển của Long Hào nữa, bay vào trong tròng mắt quái dị kia. Ngay cả những cái đầu bị chặt xuống của Long Hào cũng từ từ bay lên, bay về phía con mắt quái dị kia. Chẳng lẽ ta mới là tế phẩm? Long Hào sờn hết cả gai ốc, chỉ thấy trong mi tâm thụ nhãn của quái nhân cao gầy kia lại bắn ra một đạo quang mang. Một kích này chỉ sợ sẽ cắt đứt hết tất cả đầu lâu của hắn ta mất. Nội tâm hắn hoàn toàn sợ hãi, phóng tầm mắt khắp 10 vị thiên tôn, thì vị thiên tôn cường đại nhất cũng không thể chỉ dùng một tay đã có thể khắc chế hắn xít sao như vậy, càng không thể đánh bại hắn ta chỉ sau một kích. Vậy mà hiện tại một kích của quái nhân này chỉ sợ cũng đủ để đánh chết Long Hào. Sẽ biến hắn ta thành tế phẩm, hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng mất. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên hắn ta nhìn thấy một dáng người thật nhỏ đang phi hành trong biển vảy rồng. Người kia lấy tốc độ cực nhanh phi hành trong biển vảy rồng, nhanh chóng tiếp cận quái nhân cao gầy kia. Mục Thiên Tôn. Long Hào không thể suy nghĩ gì thêm nữa, sáu cái đầu sót lại kịch liệt bay múa cao thấp để né tránh hào quang bắn ra từ trong mi tâm thụ nhãn quái nhân kia. Nhưng mà vẫn không thể né tránh kịp, một đạo quang mang chém trúng Long Hào, một cái đầu khác của hắn ta lại bị chặt xuống. Long Hào như con mãng xà bị chặt đứt đầu, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa, nhưng rồi lại tránh được một lần chết. Đột nhiên Tần Mục bay đến trước người quái nhân kia, nằm ngón tay quán mở rộng ấn lên lồng ngực quái nhân kia. Một tia hào quang vô cùng đẹp mắt bộc phát sáng ngời, ánh sáng kia tàn ra từ Thái Cực Đồ đã bị hắn mạnh mẽ ấn sâu vào trong cơ thể của quái nhân kia. Thái Cực Diễn Biến Âm Dương Hành. Tần Mục đổi tay khác thuận tiện hơn, hai tay liên tục ấn xuống lồng ngực quái nhân kia như mưa. Chỉ thấy sau mỗi lần bàn tay Tần Mục ấn xuống, thân thể quái nhân kia lại nhanh chóng hóa đá, diện tích hóa đá càng ngày càng lớn, làm cho tốc độ hóa đá cũng càng lúc càng nhanh. Quái nhân kia phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, gã tà buông Long Hào ra, quét tay chụp lấy Tần Mục. Tần Mục chạy dọc theo thân thể của gã tà, mỗi một kích xuất ra đều là thần thông nhập đạo tầng thứ 23. Thái Cực Dẫn Biến Âm Dương Hành chạy dọc một đường từ ổ bụng quái nhân đánh đến chỗ cần cổ của gã tà, lại từ yết hầu đánh đến chỗ cánh tay cụt. Cánh tay chụp về phía Tần Mục của quái nhân dần dần chậm lại, đầu vai của gã tà bị hóa thành đá, bàn tay cũng không cách nào có thể chụp về phía Tần Mục nữa rồi. Nhưng từ mi tâm thụ nhãn của gã tà lại bắn ra thêm một đạo quang mang quét về phía Tần Mục. Long Hào biết rõ đây chính là thời khắc mấu chốt nhất, vậy nên hắn ta cưỡng ép kìm hãm sự sợ hãi lại ở trong lòng hắn. Hắn ta giơ bóng vuốt sắc bén của mình lên che chắn trên đỉnh đầu Tần Mục. Quang mang bắn ra từ mắt hết sức sắc bén, suy một tiếng lập tức chém rụng bóng vuốt của Long Hào. Long Hào giơ nắm cái đầu còn lại của mình lên, không ngừng thở phì phò, nhưng cái đuôi của hắn ta lại tiếp tục đến ngăn cản một kích này. Đuôi của hắn ta cũng nhanh chóng bị chém rụng. Cùng lúc đó, cả đầu cánh tay của quái nhân kia đã bị hóa đá, mà xu thế hóa đá vẫn còn tiếp tục từ cổ của gã lan tràn tới phía trên. Cánh tay Tần Mục đã xoáy vòng trở lại giết lên mặt đối phương, chỉ lại một chỉ vô cùng chuẩn xác rơi xuống trên gương mặt của quái nhân. Tất cả các huyệt vị trên mặt như thừa tương, địa thường, đoái đoàn, đại ngành, giáp xà, nhân trung, ngành hương đều bị hắn điểm trúng. Tần Mục di chuyển một đường chạy thẳng về phía trên, hắn chạy rất vội, dọc theo đầu của quái nhân dạo một vòng lại một vòng, một đường điểm hơn 100 khiếu huyệt trên đầu của quái nhân. Một ấn cuối cùng rơi xuống, rốt cuộc nửa người của quái nhân cũng đã hoàn toàn hóa đá. Tần Mục lại dọc theo thân thể quái nhân một đường chạy như điên xuống dưới, một đạo lại một đạo thần thông ấn xuống, khảm Thái Cực Diễn Biến Âm Dương Hành lên khắp hai chân,
trước người dẫn sau lưng của quái nhân. Rốt cục hắn cũng ấn xuống được một ấn cuối cùng lên đầu ngón chân của quái nhân, khiến cho ngón chân của gã cũng hóa đá. Tần Mục ngã quỵ xuống mặt đất, thân thể lảo đảo, lung la lung lay, suýt chút nữa đã không thể đứng vững được. Một nhân vật như vậy, chỉ dựa vào thái cực diễn biến âm dương hành là không thể phòng bế được. Hắn mạnh mẽ dốc một hơi cuối cùng, thúc giục thần tàng lĩnh vực, vận hành một số nguyên khí còn sót lại trong thế giới thủ, điên cuồng thi triển công pháp. Hắn phi thân thẳng lên trời, một lần nữa ấn xuống quái nhân kia. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, thái thủy chất hình vấn thành mình. Hai thần thông kia luân chuyển, đánh cho thân thể đã hóa đá của quái nhân càng ngày càng hư hóa, biến chuyển thành năng lượng, suýt chút nữa đã biến gã ta thành một nhân vật hữu hình vô chất. Đột nhiên pháp lực của Tần Mục suy kiệt hết, từ giữa không trung rơi xuống. Long Hào từ giữa không trung lao xuống, lấy thân mình làm đệm thịt đỡ lấy Tần Mục. Một người một rồng rơi xuống mặt đất, lăn dài hơn 10 dặm, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại được. Tần Mục cố gắng dãy dụa đứng dậy, rồi lại đào đào ngã xuống, từ trên thân thể Long Hào lăn xuống, ngã lăn vào đống cát bụi. Thân thể Long Hào cũng lúc bốc rung động, không ngừng thu nhỏ lại, biến thành một quái nhân năm đầu không có hai tay, phía sau mông là một cái đuôi cột. Hắn ta bay nhanh, vừa bay vừa cho mọc ra hai tay, sau đó lại mọc ra thêm cái đuôi. Chỉ là tất cả vảy rồng trên thân hầu như đã bị quái nhân một mắt kia thôn phệ tất cả, làm cho khắp người hắn đều là vết thương hở be bét máu. Long Hào giận dữ muốn túm lấy cổ áo của Tần Mục, bắt đầu xách Tần Mục lên, tức giận nói: Mục Thiên Tôn, ta đồng ý với ngươi giúp ngươi làm ba chuyện, nhưng một chuyện đầu tiên đã suýt chút nữa khiến ta mất mạng, hai chuyện còn lại lão tử không làm nữa. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì để cho ca ca của ngươi đến ăn ta đi. Tần Mục khó khăn ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn nói: Đánh, nhanh lên, đánh nát hắn. Long Hào cười lạnh nói: Ta có thể thay người đánh nát hắn, nhưng đây xem như là chuyện thứ hai đấy. Chuyện thứ ba chính là xóa bỏ ước hẹn giữa tiểu thổ bá với chúng ta. Người cảm thấy thế nào? Nhanh lên, đánh nát hắn. Tần Mục dùng hết khí lực giận dữ thét lên. Ánh mắt của hắn ta chính là đạo quả, là nơi duy nhất không thể bị hóa đá. Đại đạo ngưng tụ tạo thành đạo quả, một nửa thân thể còn lại của hắn ta đang ở vũ trụ khác, cũng không có bị hóa đá. Hiện tại hắn đang kích phát một nửa thân thể còn lại của mình, thần thông của ta cũng không trói buộc hắn được lâu đâu. Long Hào buông Tần Mục ra, đang định xông lên phía trước đánh nát thân thể quái nhân kia, thì đột nhiên thân thể quái nhân cao gầy kia nhúc nhích một cái, từ bên trong mi tâm thụ nhãn của gã ta từng đạo hào quang tràn ra, giống như là nước chảy vậy. Thân thể hóa đá của quái nhân cao gầy kia chấn động, thân thể bằng đá lung la lung lay. Long Hào lắp bắp kinh hãi dừng lại. Tần Mục khàn giọng nói: Công kích vào ánh mắt của hắn ta, đó là nhược điểm duy nhất của hắn. Đánh nát ánh mắt của hắn ta nhất định sẽ chết. Tuy hắn có đạo quả, nhưng đạo quả cũng chưa dung nhập vào tầng hư không cuối cùng. Bây giờ là thời điểm hắn suy yếu nhất. Long Hào chần chờ, quay đầu lại nói: Ngươi nói thế nào cũng được, bản lĩnh thì ngươi cứ lên đi. Hắn dừng lại một chút, lại lấy hết dũng khí phi thân tiến lên. Đột nhiên một đạo hào quang từ trong mi tâm thụ nhãn của quái nhân kia lại bắn ra. Nội tâm Long Hào run sợ, vội vàng bay lên trời, gào thét vang trời. Ở trên bầu trời hào quang lóe lên, Long Hào đã quay về thú giới rồi. Gan của hắn ta đã bị đánh cho bầm dập, không dám tái chiến nữa. Tần Mục nghiến răng, cơ hồ hàm răng cũng muốn vỡ vụn. Hắn đưa tay lên nắm chặt quải trượng của Thái Dịch, chống quải trượng tập tễnh bước đến trước quái nhân cao gầy kia, lẩm bẩm nói: Ta là gió, một cơn gió tự do tự tại. Hắn thở hổn hển, hơi thở nặng nề, nỗ lực bước nhanh hơn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời mà người quẻ đã từng dạy cho hắn khi còn nhỏ trong Tản Lão Thôn. Lúc tốc độ của ta đủ nhanh, lúc lòng ta đủ bình tĩnh, ta sẽ cảm thấy thân thể của mình đủ nhẹ nhàng, ta sẽ có thể cảm giác được sức mạnh của gió. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua, dưới lòng bàn chân của hắn rốt cục cũng đã sinh ra gió. Khi đó ta có thể đuổi theo gió, dẫm lên ngọn gió, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Hắn đi trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta là gió, ngọn gió vô lo vô nghĩ, không ai có thể đuổi kịp theo ta. Khóe miệng hắn ta đổ máu, da thịt trên cơ thể cũng dần dần nổ tung. Hắn một đường chạy vội, đẩy tốc độ của mình càng nhanh càng nhanh.
hắn dùng quải trượng của Thái Dịch chỉ thẳng vào mi tâm của quái nhân cao gầy kia, chỉ thẳng vào mi tâm thụ nhãn. Ánh mắt hắn dần trở nên mê mang, tầm mắt ngày càng mơ hồ. Ta là gió, là thiếu niên chạy vội đuổi theo gió. Hắn ở trên không trung bước đi thất thà thất thểu, nhưng vẫn nỗ lực đẩy nhanh tốc độ của mình. Đột nhiên có một dáng người cầy nhom bước đến bên cạnh hắn, một giọng nói già nua ghé sát tai hắn mà nói: Mục Nhi, giao quải trượng cho ta. Một bàn tay hữu lực đón lấy quải trượng trong tay hắn. Đồng tử của Tần Mục dần dần thu nhỏ lại. Hắn tập trung ánh mắt, thấy được gương mặt của người què. Đừng đi. Hắn đưa tay bắt lấy ống tay áo của người què nói: Đừng đi, sẽ chết đấy. Người què đẩy bàn tay của hắn ra, bước chân của ông ấy hết sức nhẹ nhàng, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Ông ấy giơ cao quải trượng, chạy về phía mi tâm của quái nhân kia. Tần Mục đã hoàn toàn rối loạn, bước chân quán cũng không cách nào có thể dẫm lên gió nữa. Thân thể quán bất lực ở giữa không trung rơi xuống. Đừng đi. Hắn dùng chút khí lực còn sót lại, tức giận gào thét lên. Một thân quần áo xanh của người què phần phật trong gió. Ở trên không trung chỉ còn sót lại một đạo hào quang màu xanh. Giờ khắc này thân hình của ông ấy đã đột phá không gian, đột phá cực hạn của chính mình. Ta là gió, ngọn gió vô lo vô nghĩ. Giọng nói của ông ấy vang vọng khắp không trung, ai cũng không thể đuổi kịp gió. Xuy một tiếng, thanh trượng gỗ của Thái Dịch lẫn bóng dáng nhỏ bé của người què cùng nhau đâm vào mi tâm thụ nhãn của quái nhân cao gầy. Chỉ sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, bỗng có một cỗ chấn động vô cùng kinh khủng bộc phát. Đầu lâu của quái nhân cao gầy nổ tung, thân thể của gã ta không ngừng vỡ vụn, vùng tung tóe. Từng phiến đá từ giữa không trung rơi xuống, kéo theo quang mang trói mắt, sóng khí quần quận đập bay Tần Mục. Tần Mục hung hăng nện trên mặt đất, lăn liên tiếp mấy vòng, qua hồi lâu mới dừng lại được. Tần Mục nỗ lực giãy giụa muốn bò lên rồi, nhưng cũng không đứng dậy được. Một thanh quải trượng vù vù xoay tròn, đột nhiên cắm xuống mặt đất, ngay trước mặt hắn. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi đang dọc theo thanh quải trượng chảy xuống. Hắn đưa tay dùng sức nắm chặt lấy thanh quải trượng, ôm quải trượng vào trong lồng ngực. Nước mắt hòa cùng với máu trên thanh quải trượng chảy xuống. Hắn ôm quải trượng như ôm một đứa bé nằm trong đó, qua hồi lâu cũng không hề nhúc nhích. Ông lão kia đã không thể tranh đoạt mất quả với hắn nữa rồi, cũng không thể dẫn hắn đi ăn trộm nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 359 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.